Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hỏi. Vâng, thưa các bạn, ngày 20 tháng 2, tang lễ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Tại tang lễ, người vợ Tào Khang đã không đứng vững bên linh cữu của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Người nhà và anh chị em ruột đã có mặt từ rất sớm để tiễn đưa nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai nấy đều xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt lên thắp nhang cũng như nhìn mặt cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng lần cuối. Vào trưa ngày 20 tháng 2, những hình ảnh phía bên trong nhà tang lễ của cố nghệ sĩ nhân Hoàng Dũng đã được bạn bè gia đình chia sẻ. Có thể thấy rất đông nghệ sĩ bạn bè đã có mặt để tiễn đưa cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đặc biệt khoảnh khắc các con cúi đầu trước linh cữu của người bố đã quá cố gây xúc động mạnh. Trong giây phút phải nói lời vĩnh biệt, vợ cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng dường như không đứng vững, phải nhờ người nhà dìu dắt và liên tục ôm chặt động viên. Lúc sinh thời, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là người chồng, người cha rất mực yêu thương gia đình. Sự ra đi của cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là mất mát lớn đối với gia đình ông và làng giải trí Việt. Gây xúc động mạnh hơn nữa là khoảnh khắc cháu đích tôn của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đứng lặng lẽ bên di ảnh của ông nội quá cố. Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé rất ngoan ngoãn, đi theo bố xuyên suốt trong buổi lễ của ông nội. Ánh mắt đượm buồn của bé trước thời khắc tiễn đưa ông nội về đất mẹ khiến chúng ta phải xót xa. Lúc sinh thời, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng rất thương và hay chăm sóc cháu đích tôn, bé Bảo Nam. Trong điếu văn đọc tại lễ truy điệu, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội có đoạn viết: con người sinh ra nơi trần thế này đều phải chấp nhận một quy luật, đó là sinh lão bệnh tử, âu cũng gọi là mệnh trời đã định. Thế nhưng nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ra đi quá đường đột, thật là một tin dữ, một sự đau xót thắt lòng cho những người yêu nghệ thuật, cho bạn nghề, cho mỗi chúng ta. Mặc dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng vẫn không cưỡng lại nổi quy luật muôn đời khắc nghiệt của tạo hóa. Trong điếu văn, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu cũng khẳng định: tôi tin rằng mỗi người chúng ta sẽ luôn giữ những hình ảnh cùng rất nhiều kỷ niệm đẹp về anh, một người nghệ sĩ với thiên phú nghệ thuật, một người lãnh đạo tâm huyết, một người anh, một người thầy tận tụy, một người chồng, một người cha và một người ông đầy tình thương yêu với gia đình. Chúng ta sẽ luôn nhớ ánh mắt ấm áp, nụ cười hõm hỉnh, thân thương của anh. Hình ảnh anh ngồi bó gối trầm ngâm, suy tư về vai diễn, về vở diễn với điếu thuốc dính chặt trên tay dường như vẫn còn rất gần đâu đây với chúng ta. Vâng, thưa các bạn, vậy là nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê nhà. Hình ảnh của ông sẽ sống mãi trong chúng ta. Giá trị của ông để lại là những tác phẩm nghệ thuật sẽ trường tồn với thời gian. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.